Bono, chiến lược truyền thông thao túng tâm lý khán giả để bước chân vào showbiz một cách thành công vang dội. Bono giờ đây đang là cái tên hot nhất trên cộng đồng mạng thời điểm hiện tại và đang dần dần trở thành ca sĩ trẻ triển vọng nhất của âm nhạc Việt Nam. Vậy thì làm thế nào từ một người không hề trưởng thành qua bất kỳ cuộc thi âm nhạc nào lại có thành công đến vậy? Chính một chiến lược truyền thông đi lên từ Scandal đã mang tới cho Bono một vị thế như ngày hôm nay. Đầu tiên phải kể đến xuất thân là em trai Sơn Tùng MTP. Trong khi anh trai đầy tài năng và tai tiếng đang làm chủ tịch công ty giải trí thì Bono lại chọn lối đi riêng không dựa dẫm đến mức Sơn Tùng cũng phải thốt lên. Chú giấu kỹ quá, anh chẳng biết gì cả, bố mẹ cũng chẳng biết gì luôn. Mặc dù câu nói này đã trở nên viral nhưng 99,99% khán giả biết đây là chiêu trò cầu diễn của hai anh em mà thôi. Duy nhất chỉ có Piu Piu là tin lời nói dối thật thà này. Tin chứ? Ngay sau đó, mặc dù trong album 22 ra mắt có rất nhiều bài hay thì Bono lại nhanh trí lựa bài dở nhất để làm ca khúc debut Quên Anh Đi. Với giai điệu vô cùng ngang cũng như không phô diễn được giọng hát, đây được đánh giá là màn debut thảm họa nhất của cậu em trai Sơn Tùng. Điều đó càng được khẳng định trong màn hát live thảm họa khiến Trấn Thành dù hát không hay cũng phải lắc đầu ngao ngán, đồng thời khiến cộng đồng mạng quay xe xin lỗi Chipu. Trong lúc mọi người còn đang khuyên Bono tốt nhất nên bỏ nghề thì bùm. Một ca khúc với giai điệu cực cuốn mang tên Waiting For You cũng được đánh giá là ca khúc hay nhất trong album 22 đã xuất hiện với bản live cực cuốn cùng visual và điệu nhảy đánh cầu lông cực đỉnh của Bono tràn ngập trên mạng xã hội. Đến lúc này thì khoảng 50% khán giả đã phải quay xe đứng về phía Bono nhưng mà đa phần là các chị em. Số còn lại thì vẫn đang cố bới móc nhiều chi tiết bất thường như hát nhép, giọng hát live như đọc thơ để cố tỏ ra là mình không thích bài hát này. Và cú hích cuối cùng để khiến cái tên Bono chính thức thoát bóng thảm họa hậu Chipu là màn diễn live cực đỉnh. Phô diễn giọng hát cho hàng trăm ngàn khán giả trên sân khấu của Midgram Việt Nam vào tối ngày 1 tháng 10 đã khiến khán giả ngỡ ngàng vì trước giờ hóa ra mình đều đã bị lừa và thao túng tâm lý lúc nào không hay. Việc gây tranh cãi khiến khán giả chê trách rồi bất ngờ làm mới hình ảnh, phong cách làm khán giả đồng loạt quay xe đã chính thức khép lại hành trình hơn 2 tháng của chiến dịch truyền thông của Bono. Biến anh chàng 22 tuổi từ một người vô danh bước chân vào showbiz Việt không phải với cái tên em trai Sơn Tùng MTP mà là ca sĩ Bono. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.